Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Và giữa cái nóng nực oi bức thế này, tôi tin chắc rằng là kể cả không có cái lệnh cách ly đi chăng nữa thì nhiều người cũng sẽ hạn chế ra ngoài đường ở trong cái thời tiết cực kỳ kinh khủng. Nhưng ở Bắc Ninh với Bắc Giang thì các y bác sĩ, những tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực làm việc hết sức mình. Và có những người, như tôi nhớ là hôm qua đấy, có những người để lấy mẫu xét nghiệm phải làm việc liên tục từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Và rất nhiều người đã kiệt sức và kiệt sức ngất xỉu ở trong cái thời điểm này. Chúng ta trân trọng những người như thế, những người ở tuyến đầu, những người đã dành nỗ lực hết sức mình để mà chúng ta được bình yên trong cái giây phút này, để các bác có thể là ngồi xem YouTube và tôi có thể ngồi trò chuyện với các bác. Chúng ta phải biết ơn họ, và bằng nỗ lực nào đó thì chúng ta hãy gửi đến quỹ phòng chống vaccine mà tôi luôn để số tài khoản ở dưới cái phần mô tả video đấy. Mỗi ngày một chút cũng được, tôi đang đính một chút cũng được đó. Và chúng ta cùng ủng hộ chính phủ trong cái nỗ lực để mà giữ lại cái sự bình yên cho đất nước. Đó là điều tôi mong muốn ở những khán giả của kênh mình rất là nhiều. Trở lại câu chuyện rất nóng về văn nghệ sĩ hiện nay á, từ Hoài Linh, từ Đức Hải, rồi Hiệp Gà, rồi Đàm Vĩnh Hưng, rồi Trấn Thành, rất nhiều. Thì tôi xin phép chúng ta cần một cái nốt trầm một chút. Nốt trầm là gì? Là chúng ta sẽ ngồi để mà nghe một cái bài phân tích của một bác tôi nghĩ rằng là rất lớn tuổi, đã gửi riêng cho kênh Trang Trang TV vào cái email mà bác ấy tìm được cũng ở trong cái phần mô tả video đấy. Và tôi xin phép bác để chia sẻ với mọi người, bởi vì đây là một ý kiến rất hay để chúng ta có thể nhìn lại toàn diện cái vấn đề showbiz từ thời trước đến giờ. Và chúng ta thấy rằng là đã có một thời kỳ người ta bỏ bê để tự phát phát triển, rồi rất nhiều những cái lệch lạc ở trong đó. Báo cáo với các bác rằng trong cái thời kỳ 10 năm thì có những cái lệch lạc đến mức độ như thế này. Đó là ca sĩ nào hoặc là những người nổi tiếng nào mà càng có nhiều scandal thì lại càng được trọng dụng, càng được đi show, càng được đi nhiều event, càng được lên báo và cắt xe lại càng lớn. Cô nào mà cứ gọi rằng là to tủng vào thứ nữa này là thôi, có một đời nó lệch lạc như thế. Thì đây là một bài viết tổng hợp, và tôi xin phép được chia sẻ với các bác. Và sau khi bài viết này thì để nhận định một chút nữa, thì là một nhà quản lý, một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Trung ương cũng đã đưa ra một ý kiến mà tôi tin rằng là nó rất hợp lý trong cái thời điểm hiện nay. Mặc dù chúng ta có thể thiệt hại trước mắt nhưng mà sẽ có được cái điểm lợi rất là lâu dài trong cái việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Và chúng ta cũng suy ngẫm một chút, đúng không ạ? Hơi dài dòng một tẹo rồi, thì bây giờ tôi xin phép với các bác là đọc cái bài này của bác. Bác cái tên là Nhung Trương Tuyết, chắc là Trương Tuyết Nhung, email thế. Và bác ấy nói rằng là kính gửi Trang Trang TV. Tôi xin phép là không dùng từ kính gửi đâu, vì chắc là tôi nhỏ tuổi hơn đa phần, phải đến 80% những khán giả ở đây. Nhưng mà tại sao tôi phải xưng bác với các bác là như vậy? Và kính gửi Trang Trang TV, tôi có viết một bài cảm nhận cá nhân với cái chủ đề ranh giới giữa nghệ sĩ với thợ diễn và thợ hát. Nếu nội dung phù hợp với channel của YouTube thì có dịp mời anh chia sẻ qua khán thính giả. Nội dung này tôi tự viết và chưa chia sẻ ở bất kỳ đâu. Tôi trân trọng cảm ơn. Thì xin phép bác là tôi xin chia sẻ này. Những bậc nghệ sĩ tiền bối dù đã hoạt động 40-50 năm hoặc đã lui vào hậu trường sân khấu nhưng vẫn được khán giả ngưỡng mộ và kính trọng, bởi họ biết sống hết mình với nghệ thuật. Họ bảo vệ và gìn giữ cái nghề, cái nghiệp mà họ theo đuổi. Rất nhiều danh ca, cả một đời họ chỉ biết hát và hát. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là hình ảnh chỉn chu, mực thước và kính cẩn, tôn trọng khán giả, không game show, không đóng quảng cáo, không là gương mặt đại diện của bất kỳ thương hiệu nào, không phát ngôn những thứ không liên quan đến nghiệp ca hát của họ. Khi đạt tới đỉnh cao danh vọng thì họ luôn ý thức phải giữ gìn những hình ảnh cho bản thân và cho cái nghề của họ đang làm, đồng nghĩa với việc giữ gìn cái hình ảnh cho chính những người ca sĩ đồng nghiệp của họ để không vướng vào cái thị phi cho mỗi người nghệ sĩ. Nhiều người vẫn ngạc nhiên là
vì sao 40, 50 năm mà phong cách giọng ca của họ vẫn không đổi. Lẽ đơn giản là dễ hiểu, vì trong máu, trong tâm trí của họ chỉ có hát và đem lời ca tiếng hát đến cho quý khán giả mà thôi. Cuộc sống của họ thanh đạm và khép kín, vì cũng không muốn khán giả phải bận lòng hoặc đem ra để bàn tán. Trong khi đó, cái lớp hậu bối sau này thì có hai dạng. Một là được đào tạo bài bản từ trường lớp hoặc từ con nhà nòi, được rèn luyện cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Hai là, tức là lớp thứ hai đấy, là không thông qua trường lớp, cũng không phải là con nhà nòi, nhưng có chút tài năng thiên phú, ví dụ như là giọng hát hay, hoạt ngôn, sáng sân khấu, có duyên sân khấu, vân vân. Cộng thêm một chút may mắn, ví dụ như là nổi lên vào cái thời điểm mà các tên tuổi lớn đã đến độ bão hòa, được đầu tư để lăng xê, được kết hợp với những tên tuổi lớn như là một đòn bẩy, vân vân. Với nhóm số 1 thì nếu như được sự quản lý, hướng dẫn chỉ bảo từ gia đình thì họ sẽ vẫn chuyên tâm với nghề nghiệp, trau dồi bản lĩnh sân khấu, tìm tòi để cho ra được những vai diễn hay, những ca khúc ý nghĩa. Số lượng này thực sự rất hiếm. Còn phần đông thì khi đã có chút tên tuổi thì họ muốn một bước đi độc lập, chạy theo hào quang, được người đời tung hê nên họ tự phụ với những gì mình đang có, không còn chuyên tâm vào việc trau dồi đạo đức và những chuyên môn nghề nghiệp. Họ coi người hâm mộ như là một cái thị trường để họ khai thác cho những mục đích kinh tế khác. Ví dụ như là bán hàng online, quảng cáo cho các nhãn hàng, đóng phim, vân vân. Thay vào đó, nếu là một nghệ sĩ chân chính thì khi lượng khán giả càng đông thì càng trách nhiệm, bởi vì cái trách nhiệm nghề nghiệp nó đè nặng lên vai họ càng nặng. Họ càng phải chăm lo luyện tập nhiều hơn để giữ vững phong độ nếu như đã có tuổi, hoặc phải giỏi hơn bản thân mình của ngày hôm qua nếu như là đang còn trẻ. Song song đó là việc rèn luyện đạo đức, khiêm tốn và tôn trọng khán giả. Nhưng dù sao đi nữa, nhóm nghệ sĩ con nhà nòi này thì ít ra họ cũng có một cái sự kiềm chế nhất định bởi thanh danh của họ và những thế hệ đi trước. Ít nhiều trong họ vẫn còn cái lòng tự trọng của một nghệ sĩ. Riêng nhóm thứ hai, vì là tay ngang, không thông qua trường lớp, chẳng qua gặp thời vận nên nổi tiếng, và rất nhiều trường hợp là còn nổi hơn cả những người đã qua trường lớp bài bản, đã dày dạn nhiều năm sân khấu. Nhóm này do không có ai dạy bảo, thầy chính thức, nên khi có tên tuổi thì cái ngông cuồng rất cao, và có một điểm chung là lười lao động nghệ thuật và đi kèm với mê tín dị đoan. Thuộc tính này có thể thấy trong mọi ngành nghề. Ví dụ một kẻ không có tài cán năng lực chuyên môn gì, nhưng giỏi nịnh nọt, hiểu tính sếp, sẽ dùng thủ đoạn và chiêu trò để ngồi vào một vị trí nào đó. Và khi đã ngồi vào vị trí này rồi, thì thay vì hắn ra sức học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực, thì hắn ta lại dùng những cái thủ đoạn, mánh khóe để che đậy những nhược điểm của bản thân. Lên đồng bói toán, bùa ếm người nọ, người kia, để hòng hạ bệ những người khác, để hắn giữ vững cái vị trí của mình, và đôi khi là cũng để leo lên những vị trí cao hơn. Đó. Quay trở lại câu chuyện của thợ hát, thợ diễn. Khi đã có tên, có tuổi, tài năng ngày một cạn kiệt, đơn giản vì trong quá trình hành nghề của mình, họ không đầu tư rèn luyện chuyên môn, tự mãn với khả năng bẩm sinh, đến khi cảm thấy không thể sống với cái nghiệp diễn hoặc nghiệp ca hát được nữa, thì bắt đầu chuyển sang hướng khác là khai thác thị trường người hâm mộ hùng hậu và rất béo bở. Hai gương mặt điển hình đó chính là Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Hoài Linh sau giai đoạn lên đỉnh cao chót vót khi chưa có thị trường. Hoài Linh sau giai đoạn lên đỉnh cao chót vót khi mà chưa có Trấn Thành, thì trượt dốc vì duyên sân khấu đã không còn. Diễn xuất không còn linh hoạt, giọng nói khàn đặc nên vai diễn bị hạn chế. Chỉ còn có thể vào những vai như chửi rủa hoặc là vai ông già, trong khi đó trước đây Hoài Linh biến hóa linh hoạt trong mọi loại vai. Đàm Vĩnh Hưng thì cũng tương tự. Cả chục năm nay không có một bài hit nào, chuyển sang làm bầu show, giám khảo các cuộc thi, game show truyền hình, chuyển qua hoạt động ở trên mạng xã hội thay vì đầu tư chuyên môn với vai trò là một ca sĩ. Đành rằng, khi đến một độ tuổi nào đó thì phong độ có thể suy giảm,
nhưng giảm một cách thảm bại như Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng thì nguyên nhân chủ yếu là do sự lười lao động nghệ thuật một cách chân chính. Những nam danh ca mặc dù đã U70 nhưng bao năm đi hát, những nam nghệ sĩ cải lương trọng tuổi làn cải lương khi mà trọng tuổi làn hơi đã yếu thì lui về ở ẩn và huấn luyện cái lớp hậu bối thay vì xuất hiện trước mặt công chúng để làm những việc mà không đúng chuyên môn của họ. Báo cáo với các bác rằng tôi rất tôn trọng những nghệ sĩ như thế, tôi xin bình một chút. Bởi vì những người như thế họ đã cảm thấy tự trọng, khi họ cảm thấy rằng là mình đã không còn nghĩa là sức khỏe rồi là làn hơi, là không còn với cái nghề nghiệp của họ như ngày xưa nữa, thì họ tự trọng, họ lui về ở ẩn và dành cái đất diễn cho những người và những lớp khác tốt hơn lên. Tôi xin phép với các bác tiếp tục với bài viết của Bác Nhung. Khi con người ta lười lao động sáng tạo trong nghệ thuật thì họ sắp bắt đầu chuyển hướng sang cách khác để tìm cách thu lợi nhuận. Đó là tính tham đó, thu lợi nhuận. Với danh tiếng có sẵn, lượng khán giả hâm mộ hùng hậu, thay vì khai sáng dân trí, phân tích điều hay lẽ phải trong cuộc sống thì họ lại dùng mê tín dị đoan để mê hoặc và cổ suý một lối sống phi lý trí, phản khoa học. Hoài Linh đã từng tâm sự anh là một người sống duy tâm, tất cả những gì anh có trong ngày nay là do nghiệp tổ đãi. Ok, điều đó hoàn toàn bình thường. Cuộc sống của anh thì anh muốn cảm nhận thế nào thì đó là quyền phán xét của anh. Sau sân khấu, khi về với cuộc sống riêng tư, anh có thể đóng cửa để niệm kinh và tụng Phật, cúng tổ, tự nhảy nhót gì cũng được. Nhưng khi anh đã nâng tầm cái tín ngưỡng của anh đến cái mức độ cộng đồng thì đó là không còn là vấn đề của cá nhân nữa, mà nó là ảnh hưởng đến tư duy, quan niệm sống của cả một thế hệ. Thế hệ trang lứa với anh đã đành, nhưng nguy hiểm hơn là nó đầu độc những thế hệ nhỏ hơn. Khi thế giới đang phát triển với một tốc độ chóng mặt, các nền kinh tế ganh đua nhau trong một thời đại số, cha mẹ đầu tư cho con cái học đủ thứ trên đời dưới đất, trên trời dưới đất để mong tương lai nó sẽ không bị thua kém người ta. Vậy mà anh nhảy nhót hầu đồng như một con hề, mà thực sự nếu người nước ngoài nhìn vào thì sẽ thấy chẳng khác gì những cái bộ tộc thổ dân châu Phi hay là da đỏ đang làm mấy cái lễ cúng tế. Một số kẻ biết đọc mà không biết nghĩ sẽ lấp liếm để nói rằng hầu đồng được UNESCO công nhận. Vâng, người ta công nhận giá trị văn hóa, giá trị tôn giáo mà hầu đồng có thể truyền tải đến những người đang sống, đó là hiếu kính với những bậc tiền nhân, hiếu kính với phụ mẫu để từ đó có ý thức làm được những việc đang và sẽ làm để sao đừng có phụ lòng những thế hệ đi trước. Chứ còn nếu một thứ văn hóa, tín ngưỡng hủ lậu chỉ có giá trị trong lịch sử mà không có giá trị đương thời thì chẳng UNESCO nào mà đi công nhận làm gì. Người ta chỉ công nhận những gì đi cùng với sự tiến bộ của nhân loại. Hoài Linh đã dùng nghi thức hầu đồng để biến tướng nó thành một business kinh doanh, nơi những kẻ có tiền đến để cầu cái nọ, cầu cái kia, làm ăn bất chính, sống bất lương, bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với bạn bè thì cầu làm gì, thánh nào, Phật nào độ cho họ. Nếu tu thân tích đức, làm ăn tử tế, kính trên nhường dưới, yêu thương đồng bào thì cần gì phải cầu xin ai. Và Hoài Linh đã đi ngược lại hoàn toàn với những giá trị tốt đẹp của đạo mẫu. Cũng đúng thôi, một kẻ đã không được đào tạo chuyên môn, có chút tài năng, không lo lao động nghệ thuật thì giờ chỉ biết bám víu vào những vị thần, vị tổ, đem những vị đó ra để giao giảng và ma mị những kẻ nhẹ dạ, cả tin. Hãy nhìn vào cách Hoài Linh trả lời phỏng vấn gần đây, nhất là về vụ 14 tỷ sẽ thấy cái điệu bộ giống hệt Võ Hoàng Yên. Từ nụ cười vô hồn, giống như ta đây là người vô ưu, không vướng bận chuyện đời, lúc nào khi đối diện với chúng sanh cũng giữ vẻ điềm đạm, thoát tục, đến cái vái tay cũng nói đến những câu đạo nghĩa giống hệt như nhau. Những kẻ chỉ đạt đến trình độ diễn xuất gọi là xuất thân, còn thế nhập vai nào bất kỳ lúc nào thì cũng chơ chẽn về cảm xúc và tha hóa về lòng tự trọng mới có thể đối diện với công chúng một cách hồn nhiên và vô cảm như vậy. Có nghĩa rằng là vô hồn vô cảm với công chúng, rất thiếu tự trọng. Cả Võ Hoàng Yên và Hoài Linh đều dùng cái chiêu bài gọi là ký gửi niềm tin
để thu về cho mình những nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Khi nói Hoài Linh là nạn nhân của Võ Hoàng Yên, bị Võ Hoàng Yên dùng để làm chiêu trò PR thì tôi không đồng ý. Vì chiêu trò của hai kẻ này là như nhau và chỉ dùng phương tiện khác nhau. Võ Hoàng Yên thì núp bóng cửa Phật để dùng Hưng An Tự để làm bình phong. Còn Hoài Linh thì dùng nhà thờ Tổ và Đạo Mẫu để làm bình phong. Có hai điều mà tôi ghê gớm, mà tôi ghê tởm và khinh bỉ ở Hoài Linh. Đó chính là cái sự không minh bạch trong việc quản lý số tiền cứu trợ miền Trung và việc núp bóng mê tín dị đoan. Nó tai hại ở chỗ sẽ đầu độc và làm sai lệch tư duy của các thế hệ con cháu. Đến bây giờ vẫn còn có những em trẻ em comment và bảo vệ vô tư là chú bận công việc nên không kịp công bố, không kịp đi cứu trợ. Nghĩa là trong các em không hề có một khái niệm gì về công khai, minh bạch về tài chính. Tư tưởng này dần lớn lên thì sẽ ăn sâu vào tâm trí và về sau là sẽ dẫn tới biển thủ, khai gian, khai khống, làm giả hóa đơn, ăn chặn, báo cáo láo, v.v. Nếu Hoài Linh thẳng thắn nhìn nhận đã sử dụng không hợp lý số tiền đó trong 6 tháng vừa qua, thì dù danh tiếng của Hoài Linh có thể bị hủy hoại, nhưng nó sẽ còn cứu vớt được tư duy của biết bao con người trẻ đang ngưỡng mộ Hoài Linh như một tượng đài. Còn nếu cứ im lặng, rồi mấy ngày nữa tiếp theo và bắt đầu giải ngân, thì dù có giải quyết hết, giải ngân hết 14 tỷ đó, thì cái tư duy tai hại khi quản lý tài chính đã ảnh hưởng đến thế hệ con cháu. Đâu ai bắt mấy người phải nộp tiền? Mấy người là tự nguyện quyên góp, còn tôi thì muốn sử dụng số tiền như thế nào, đó là quyền của tôi. Miễn sao tôi giải ngân hết là được, tôi cũng có việc riêng, tôi bị bệnh tật từ lưa, dịch bệnh rồi cả 6 tháng sau tôi mới đi được, thế này thì chết. Vân vân, và bác ấy kết thúc bài ở đó, một bài viết rất hay, và tôi tin rằng là các bạn nào mà kiên nhẫn nghe được đến đây, thì phải nói rằng tôi rất trân trọng các bác và mọi người như thế. Nhân đây có cái câu chuyện thế này, đó là buổi sáng tôi có nhắn tin với cả là một lãnh đạo của Trung ương. Tất nhiên là không phải là cái lĩnh vực mà văn hóa thể thao bác phụ trách, nhưng có cái điều thế này, ai làm thì cũng có động cơ cả, và kể cả động cơ đó là cái gì. Vì việc thiện nguyện cũng thế, cũng có động cơ ở đằng sau hết. Và kể cả có công khai minh bạch tài chính thì nó vẫn có một cái gì đấy nó hào quang. Thế cho nên muốn biết là từ tâm ở đâu thì cách giải quyết vô cùng đơn giản. Chỉ lấy ví dụ ở đây là cái hội nghệ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay hội nghệ sĩ Việt Nam chẳng hạn. Bây giờ các nghệ sĩ cứ thử làm từ thiện đi, cứ đứng dưới vai trò của hiệp hội nghệ sĩ, Mặt trận Tổ quốc cũng thông qua các hội nghệ sĩ đó để mà quyên góp, thì lúc này chưa chắc nhá. Chưa chắc là bởi vì tại sao? Bởi vì có làm từ thiện, họ tự làm thì mới mang lại danh tiếng cho bản thân họ. Đó, nhiều khi các nghệ sĩ còn so đo với nhau rằng là tôi quyên góp được từng này, tôi quyên góp được từng kia, tự dưng lại nhảy vào một cái hội thì nó thành danh tiếng của hội chung mất rồi, tôi không làm nữa. Đó, thế cho nên họ đâu phải tư tâm đâu. Bây giờ mà có một thiết chế quản lý như thế để mà mọi người vào chung thì kể cả hội nhóm đó, mọi thứ sẽ được minh bạch hóa. Làm từ thiện cũng chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Báo cáo các bác thế ạ, chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Không phải là đến tự tay phát lũ nữa, ai đến cũng thế. Thay vì người ta phải làm việc với 20-30 nghệ sĩ, hôm nay ông này đến, mai ông này kia đến thì báo cáo, thì người ta chỉ thông qua cái hội đó và quyên góp vào họ lúc đó. Cái danh sách tất cả những người cần cứu trợ là họ có. Và như thế có phải là đỡ vất vả hơn không? Làm chuyên nghiệp hơn không? Đó. Còn lúc mà cứu trợ thì các nghệ sĩ thích đến thì đến. Đó. Ai đến được thì đến. Đó là góp công. Đó. Còn làm từ thiện thì báo cáo với các bác rằng là rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải thiết chế ở lại. Bởi vì không muốn rằng thông qua cái việc nhân danh làm từ thiện này thì báo cáo với các bác, nhân danh làm từ thiện này để họ có một cái động cơ để có một cái vụ lợi ở trong đó bằng cách nào hay cách khác. Đó là cái điều mà tôi rất là mong muốn cơ quan quản lý các thiết chế nhà nước hãy cố gắng để mà làm cho nó tử tế, cần minh bạch. Bởi vì khi minh bạch trong giới họ biết với nhau thì họ sẽ tự kiểm soát lẫn nhau, thay vì là ví dụ một cái hội làm, đúng không?
Đó là cái điều mà tôi rất trăn trở và mong muốn. Đó. Và nghệ sĩ nào cũng thế, nghề nào cũng thế. Hãy chuyên tâm làm cái nghề của mình. Chứ không phải rằng là nổi tiếng thông qua một vài cái gì đó nọ kia. Có một cái thời kỳ tôi cũng chia sẻ với các bác là người ta rất thích mời những ngôi sao có scandal. Và thậm chí rằng có những nghệ sĩ, có những người muốn nổi tiếng để mà kiểm tra cái việc đó, họ thậm chí còn tự tạo ra những cái scandal đấy của mình. Scandal lộ hàng rồi nọ kia rất nhiều, rất nhiều. Các bác thấy thì khoảng một vài bộ phim mới ra hay là một vài ca khúc mới ra thì tự dưng cái ca sĩ nào đó ở đâu tự lộ hàng rồi là okay. Đó là một cái thứ văn hóa, một cái thứ cách làm mà tôi nghĩ rằng ở dưới showbiz vô cùng bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ tôi làm cái kiểu đó. Vẫn có những cách, nó ít tiền hơn, nó tử tế hơn, nó nhân văn hơn. Nhưng mà bởi vì như thế, đôi khi người trong nghề cũng bảo tôi là kẻ gan dở. Cảm ơn tất cả các bác nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.